giải quyết được dạng 1 và cụ thể thầy và các em chuyển sang ví dụ 1 như sau. Trong các số sau đây, số nào là số nguyên tố, số nào là hợp số? Đầu tiên thầy nói là 1 trước. Ví dụ 1 này. Đầu tiên số 1 này. Thì kết luận luôn đây không phải là số nguyên tố. Và cũng không phải là hợp số. Ok. Tiếp theo đến số 8 này. Chúng ta biết ngay 8 này là hợp số. Vì ước của 8 bằng, thầy có thể liệt kê được các giá trị như sau: 1, 2, 4 và 8. Tức là 8 này đã chia cho 2 rồi, cho 4. Ngoài 1 và 8 là chia thêm được, chia hết cho 2 và 4. Cho nên đây là hợp số. Tiếp theo này, 13 là số nguyên tố. Nguyên tố vì ước của 13 của thầy chỉ có thể là 1 và chính nó. Nào, 27 thì 27 rất đơn giản luôn.